trong video quy hoạch đất xã Phong Châu huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình thì có một bạn tên là Nguyễn Bách đó là anh làm video quy hoạch xã Hợp Tiến Đông Hưng Thái Bình nhé Ok bạn và mình sẽ làm video luôn đây và đây chính là bản đồ của xã Đông Hưng em này Đông La này và đây chính là vị trí của Hợp Tiến này để Hợp Tiến đây Thái học Hòa Bình này Dũng Tiến này nhà thờ giáo xứ Lam Lỗ này đây là phong châu bên này Ok, và mình sẽ kéo quy hoạch anh em xem tổng thể từ trên cao nhé Hợp tiến đây Thì có một con đường rất là lớn Đó là con đường Hưng Yên-Thái Bình Chạy qua khu vực này Đây, hợp tiến đây Phong Châu và hợp tiến đây Con đường dường như cắt giữa hai xã này Và mình sẽ kéo Zoom rộng hơn nhé Đây, hợp tiến đây Và con đường này đây Con đường này chắc đâu đó khoảng tầm 6 làn 6 làn đường đây nó đi qua sông cho thôn An Vĩnh này Bình Định, Phong Châu, Dũng Tiến Hợp Tiến Đây Đấy mình sẽ zoom cụ thể hơn nhé Chợ Tăng này Đây Đường màu vàng và viên đỏ em nhé Và trên này nó đi qua đoạn Chỗ Trinh Nguyễn Gà Trọi này hầu như nó đi qua đất lúa anh em nhé LUC này để bồi thường đền bù nó không quá nhiều bên này là đò ngòi này để đi qua chỗ đoạn này thôn An Vĩnh này Và lên trên này thì xem nào đó cầu hai thành đó anh em mình sẽ xem kỹ nhé xã Mê Linh ở trên này này bây giờ mình sẽ xuyên sang phía bên Hưng Hà chỗ đoạn này nó sẽ đi chỗ trung tâm sửa xe máy Xuân Thuật này. Nó sẽ xiên sang phía Hưng Hà phía đoạn đó. Và đó là toàn bộ quy hoạch của xã Hợp Tiến anh em ạ. Còn ngoài con đường này ra thì cũng không có gì khác biệt cả. Ờ có con đường là con đường cũ rồi. Đường cũ. Đất lúa thì vẫn là đất lúa này. Ờ, có một số lúa lên sẽ lên đất ở được này. Một số vị trí có thể lên được nhé Đây nhưng mà đại đại thể là về đường xá thì sẽ là con đường to như vậy. Và anh em muốn xem kỹ quy hoạch ở vị trí nào thì hãy gửi hoặc comment cho mình tọa độ vị trí nhé. Trên Google Maps thì mình sẽ làm quy hoạch chi tiết từng vị trí cho anh em xem. Và nếu anh em thấy video dạng như này hay và giá trị thì anh em cho mình xin đăng ký kênh một like và comment nhé. Để mình có động lực làm tiếp ạ. Cảm ơn em rất nhiều. Xin chào anh em.